giảm cân sen ly có tốt không, liệu có chứa chất cấm không, là vấn đề được người dùng muốn giảm cân hiệu quả để ý. Bây giờ vẫn có nhiều quan điểm cho rằng viên uống giảm cân sen ly có tác dụng hiệu quả trong việc giảm cân, giảm mỡ bụng, thế nhưng cũng có một vài ý kiến cho rằng sản phẩm thuốc giảm cân gia truyền sen ly không có hiệu quả giảm cân như mong đợi. Đồng thời, có một số thông tin giảm cân sen ly chứa chất cấm gây hoang mang người dùng, vậy thực hư tác hại thuốc giảm cân sen ly là gì? Bạn hãy xem một số review về sản phẩm thuốc giảm cân sen ly sau đây để hiểu rõ nhất nhé. Thuốc giảm cân sen ly có tốt không? Hay thuốc giảm cân sen ly có tác dụng phụ không? Để có câu trả lời chính xác nhất về viên uống giảm cân sen ly có tác hại gì? Có tốt không? Bước đầu mọi người cần tham khảo về thành phần, công dụng của thuốc. Từ đấy mới có kết luận chuẩn xác về sản phẩm thuốc giảm cân sen ly có hại không? Uống giảm cân sen ly có giúp dáng đẹp không? Thành phần thuốc giảm cân sen ly, trong các loại thuốc giảm cân thì thuốc giảm cân sen ly được phân tích với thành phần từ 100% thảo dược thiên nhiên. Có công dụng đáng an tâm cho nhiều người dùng, cụ thể nguyên liệu của thuốc là thành phần linh chi có trong sản phẩm thuốc giảm cân sen ly là thành phần chính trong sản phẩm giảm béo này. Linh chi có tác dụng loại bỏ chất béo ra ngoài cơ thể qua tuyến môi hôi hoặc qua bài viết giúp giảm cân nhanh chóng. Chè vàng chiếm 20% trong viên uống giảm cân sen ly có tác dụng điều trị các vấn đề về mỡ đối với sức khỏe như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, chè vàng còn giúp các bạn có một tinh thần thư giãn, ngủ ngon hơn và không gây mệt mỏi khi giảm cân. Lá sen có trong viên uống sen ly giúp giảm lượng cholesterol trong máu, giữ gìn gan và ngăn ngừa một số bệnh cho người tăng cân nặng. Bên cạnh đấy, một số thành phần trong lá sen sẽ giúp săn chắc cơ thể. Trong viên uống giảm cân sen ly có chứa thành phần tiểu nhâm sâm là thành phần chính sản xuất trà giảm cân sen ly. Theo các chuyên gia cho rằng tiểu nhâm sâm là thảo dược giàu dinh dưỡng, hỗ trợ điều trị các vấn đề tim mạch ở người thừa cân. Sơn tra chiếm 5% với tác động vào cơ thể, hạn chế giai đoạn hành thành mỡ dưới da. Vì thế, hiện tượng tăng cân không bị phát lại trong tam ngắn, trần bì, các cơ ruột và dạ dày được co giãn không ngừng. Loại bỏ mọi thứ nhanh và tiện lợi hơn lúc có tác động của trần bì, đây là một tinh dầu được chiết xuất từ vỏ quýt. Tinh dầu bưởi chiếm 5% có trong sản phẩm thuốc giảm cân sen ly sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn, giúp cơ thể săn chắc hơn và không giữ nước như một số sản phẩm giảm cân khác. Công dụng của thuốc giảm cân sen ly. Thuốc giảm cân sen ly giúp bạn giảm cơn thèm ăn, quản lý được cân nặng của bản thân hiệu quả. Đồng thời, khi uống giảm cân sen ly sẽ giúp giảm mỡ bụng và lấy lại được vóc dáng như mong muốn. Tác dụng của sản phẩm thuốc giảm cân sen ly, giảm cân sen ly còn giúp tăng sự trao đổi chất trong cơ thể. Thế nhưng các bạn cũng nên hạn chế hấp thụ các chất béo vào cơ thể, giúp làn da trở nên hồng hào và mịn màng hơn khi sử dụng sen ly. Lúc uống giảm cân sen ly sẽ giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, giúp tan mỡ nhanh chóng. Thuốc giảm cân sen ly có hại không? Tác hại của thuốc giảm cân sen ly là gì? Đây chắc hẳn là nghi vấn của hầu hết bạn lúc tìm mua sắm sản phẩm giảm cân sen ly. Theo bất cứ sản phẩm giảm cân nào thì đối với những người bị tim mạch áp huyết, đau dạ dày nặng thì không cần dùng sản phẩm thuốc giảm cân. Nếu muốn dùng sản phẩm giảm cân thì nên sử dụng kem tan mỡ. Ngoài ra, tác dụng phụ của thuốc giảm cân sen ly. Còn thuốc giảm cân sen ly có hại không? Thì theo sự theo dõi hiện nay của các chị em thì vẫn chưa có trường hợp nào gặp những tác dụng phụ do thuốc. Các bạn cũng nên ăn uống ngủ nghỉ thật bình thường khi sử dụng giảm cân sen ly. Đối với những cơ thể yếu hoặc không hợp thuốc thì sẽ làm mệt mỏi. Thế nhưng trong khoảng từ 2 đến 3 ngày đầu, sau đó quen thuốc thì sẽ trở lại thật bình thường. Qua những gì chúng tôi chia sẻ, bạn đã có câu trả lời cho vấn đề thuốc giảm cân sen ly có tác dụng phụ không rồi đúng không ạ? Hướng dẫn dùng sản phẩm thuốc giảm cân sen ly đạt hiệu quả. Cách sử dụng sản phẩm thuốc giảm cân sen ly. Sản phẩm thuốc giảm cân sen ly được kiểu dáng dạng hộp gồm 30 viên nang, sử dụng được trong khoảng 30 ngày. Mỗi ngày nhiều chị em chỉ uống một viên trước lúc ăn sáng 30 phút. Lưu ý với cách dùng thuốc giảm cân sen ly. Nhiều chị em nên uống càng nhiều nước càng tốt, bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, cũng nên cung cấp thêm các loại rau xanh và trái cây tươi nhiều trong thực đơn hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh và giảm cân nhanh chóng hơn. Đối với sản phẩm thuốc giảm cân thảo mộc sen ly hay bất cứ sản phẩm giảm béo nào khác thì các bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều và không sử dụng liều lượng cao vì sẽ gây phản công dụng với cơ thể. Nên kết hợp chế độ ăn và luyện tập đúng cách để công đoạn giảm cân nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thảo dược giảm cân sen ly gây vô sinh không? Tác hại của thuốc giảm cân sen ly có bao gồm ảnh hưởng gây vô sinh không? Sản phẩm thuốc giảm cân sen ly có tác dụng xấu không? Theo thông tin từ nhà sản xuất đưa ra, sản phẩm giảm cân hiện tại đều là thực phẩm chức năng bổ trợ, không phải là thuốc.
Đặc biệt đối với sản phẩm thuốc giảm cân Senly được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có giấy kiểm nghiệm không chứa chất cấm. Chính cho nên việc ảnh hưởng đến sức khỏe hay gây vô sinh là thật sự không có cơ sở. Thành ra, nhiều chị em quả thật yên tâm về tin đồn thuốc giảm cân Senly có gây vô sinh không, thuốc giảm cân Senly có an toàn không. Theo thông tin nghiên cứu kỹ cho thấy Senly là sản phẩm giảm cân được chiết xuất từ 100% thảo dược thiên nhiên gồm nấm linh chi, chè vắng, lá sen, đây đều là những thảo dược có công dụng tốt đối với sức khỏe người dùng. Sản phẩm không chỉ giúp bạn sở hữu một thân hình eo thon như mong muốn mà còn có lợi ích cho sức khỏe, phòng ngừa và điều trị một số bệnh trong cơ thể. Thuốc giảm cân Senly đáng để yên tâm vì đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành, về tính đáng yên tâm cho nhiều chị em. Chính bởi thế viên uống giảm cân Senly không gây tác dụng xấu, thế nhưng vẫn có một vài trường hợp gặp phải phản ứng lạ do cơ địa không thích hợp với một số thành phần có chứa trong sản phẩm. Thuốc giảm cân Senly giá bao nhiêu, mua ở đâu chính hãng? Hiện tại, báo giá của sản phẩm thuốc giảm cân Senly niêm yết trên hộp thuốc của đơn vị là 470.000 đồng một hộp. Mua thuốc giảm cân Senly ở đâu? Để tham khảo thêm và mua viên giảm cân Senly, các bạn có thể đặt hàng qua đường dẫn dưới phần mô tả video này nhé. Trên đây là những thông tin về viên giảm cân Senly, hy vọng rằng với những thông tin này nhiều người dùng sẽ không còn hoang mang khi chọn lựa sản phẩm giảm cân hiệu quả. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn để mua cho mình một sản phẩm chất lượng để sở hữu một vóc dáng thon gọn đáng mơ ước nhé. Đừng quên để lại một like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.